về việc thành lập đoàn cán bộ quản lý giáo viên tham gia tập huấn về sinh hoạt chuyên môn dựa trên những bài học và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. Tham dự buổi tập huấn hôm nay, xin được giới thiệu ông Nguyễn Thế Hưng, đại diện Plan vùng Lai Châu, ông Ngô Tiến Dũng, phó phòng giáo dục mầm non tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Đỗ Thị Kim Lý, phó phòng giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên. Xin lớp tập huấn nhiệt liệt chào mừng. Tham gia lớp tập huấn còn có 48 đồng chí thuộc 8 điểm cầu của các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Các đồng chí cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2 của 12 trên 12 trường thuộc huyện Than Uyên. Các đồng chí cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của các trường thuộc huyện Than Uyên. Xin nhiệt liệt chào đón. Trước khi vào nội dung buổi tập huấn, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Tiến Dũng, phó phòng giáo dục mầm non tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí ban tổ chức của huyện Than Uyên. Mình nói như vậy thì các điểm cầu chắc các đồng chí vẫn nghe được đúng không ạ? Vâng ạ, nghe rõ đấy. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thế Hưng, điều phối viên của dự án Plan tại Lai Châu, và thưa đồng chí Kim Lý, phó phòng giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên. Thế được cái sự phối hợp giữa dự án Plan với Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai cái nội dung sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học đối với tỉnh Lai Châu. Thì trong những năm qua, đến bây giờ cũng là sang năm thứ năm, đấy, chúng ta được tổ chức cái nội dung sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học này. Đây là với những cái năm mà chúng ta đã trực tiếp được tập huấn và đã triển khai đại trà trên toàn tỉnh trong những năm vừa qua, thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái việc mà các đơn vị đã làm rất tốt trong cái việc triển khai đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Thế với những cái nội dung triển khai đó thì hiện nay các đơn vị vẫn đang tiến hành thực hiện, và chúng ta đã không còn cái việc mà sinh hoạt chuyên môn theo cái kiểu truyền thống ngày trước. Cái việc đánh giá về sinh hoạt chuyên môn này thì là đã được tập trung vào cái việc mà thực hiện cái kiến thức bài học nhiều hơn là việc nhận định về giáo viên như thế nào. Thế thì cái việc mà triển khai cái sinh hoạt chuyên môn này là mục đích chúng ta cố gắng làm sao chúng ta phải hiểu được rằng cái việc mà dạy học trên cái nghiên cứu bài học là cái việc quan trọng nhất. Đấy, cái kiến thức mà chúng ta dạy học sinh có tiếp thu được không? Học sinh có tiếp nhận được không? Học sinh có học được không? Thì đấy là cái điều mà chúng ta luôn luôn phải hướng tới, đặc biệt đối với việc thực hiện là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu chúng ta dạy học rất là rõ. Đó là khi giáo viên đưa ra các yêu cầu dạy học thì học sinh phải được học mang theo kiểu là phát triển năng lực của học sinh. Thì phát triển năng lực học sinh thì yêu cầu học sinh phải tự khám phá, sau đó là trao đổi thảo luận nhóm để các em biết được cái việc làm của mình và công khai cái kết quả học tập của mình ở trên nhóm, ở trên lớp. Em với những cái phương pháp và yêu cầu dạy học như vậy thì cái sinh hoạt chuyên môn này là rất quan trọng đối với cái cấp học của chúng ta. Thế thì có một cái điều may mắn hơn là trong cái thời điểm dịch bệnh COVID như thế này, thì tất cả các đơn vị trường chúng ta đang phải cố gắng nỗ lực để dạy học. Thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo là các đơn vị chúng ta tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học
qua hình thức trực tuyến. Đấy. Và một số đơn vị thì cũng đã triển khai. Đấy, ví dụ như Than Uyên cũng đã triển khai, Tân Uyên một số trường cũng đã triển khai. Đó. Thì cái việc đó là sở cũng đã cập nhật được. Thế nhưng mà cái việc mà triển khai trên toàn tỉnh như thế này thì tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện. Và với cái nhiệm vụ như vậy thì lần này Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Than Uyên chủ trì cái việc sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học với hình thức là trực tuyến. Đấy, với hình thức trực tuyến. Thì với cái nội dung mà tập huấn trực tuyến này thì sau đây các đơn vị cũng sẽ triển khai cái việc dạy học trực tuyến này ở các đơn vị huyện mình. Đó. Bây giờ chúng ta cũng giảm thiểu cái việc mà cứ nhất thiết phải xuống trực tiếp với các trường. Thì đây cũng là một cái cách làm mẫu đấy, để cho các đơn vị trên toàn tỉnh chúng ta thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn như thế này. Sau này đấy thì với các đồng chí ở phòng giáo dục thì chúng ta sẽ chỉ đạo và thực hiện cái việc sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực tuyến như thế này tới tất cả các đơn vị trường, để làm sao cho tất cả các đơn vị trường chúng ta cùng phải thực hiện cái việc mà dạy học trực tuyến và cái trao đổi trực tuyến như thế này cho nó có hiệu quả và nó quen dần. Thì với cái mục đích lần này thì cái việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn có hai cái đổi mới. Đó là cái thứ nhất là chúng ta sử dụng cái việc mà dạy học và bố trí các phòng tập huấn bằng hình thức trực tuyến. Đấy. Cái việc thứ hai nữa là các hình ảnh mà các đồng chí xem qua trong quá trình thực hiện thì sẽ được sử dụng và quay lên trên cái hình thức trực tuyến để cho chúng ta cùng quan sát, chứ không phải là quan sát trực tiếp nữa. Ông Tuấn là đăng nhập lại đấy. Chính vì vậy là với những cái đổi mới như vậy thì tôi hy vọng rằng sau lần này tắt mic rồi, không nghe rõ nữa đâu ạ. Như bạn, hình như bên đầu cầu bên đấy cắt của mình ấy chứ. Thế thì với cái nhiệm vụ như vậy thì yêu cầu là các đồng chí sau lớp tập huấn này là các đồng chí ở các phòng giáo dục, đặc biệt như các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, ấy bốn đơn vị này chúng ta cần tiếp tục triển khai mạnh cái việc sinh hoạt chuyên môn qua hình thức trực tuyến. Ê, trong hai ngày tới thì với nội dung công việc thì Sở Giáo dục Đào tạo giao cho Phòng Giáo dục Than Uyên các đồng chí thực hiện nội dung này để trao đổi chia sẻ tới các đơn vị, và các đơn vị cũng phải hăng say ấy và quan sát này, quá trình dạy học và quá trình học tập của học sinh để chúng ta có những slide ấy, chia sẻ trình chiếu lên để cho các đơn vị huyện và các đơn vị trên toàn tỉnh tham gia tập huấn lần này chúng ta cùng chia sẻ để rút kinh nghiệm với nhau để đưa cái công tác giáo dục của chúng ta ấy, lên một cái bước đột phá trong cái đoạn dịch dã như thế này. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải thực hiện tốt cái nội dung này để đảm bảo được cái việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. Thế chính vì vậy là chúng ta không phải coi đây là cái việc mà tập huấn bình thường đấy, mà nó là cái nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện để tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Thế thì với một số cái nội dung và yêu cầu như vậy thì tôi cũng đề nghị là các đồng chí ở các phòng giáo dục chúng ta tham gia tập huấn là nghiêm túc đấy, theo đúng quy định, và giao cho Phòng Giáo dục Than Uyên chịu trách nhiệm về công tác quản lý trong thời gian tập huấn, công tác chỉ đạo về cái việc tập huấn
nội dung như thế nào và công tác giám sát đánh giá. Đấy. Sau lớp tập huấn này thì các đồng chí tổ chức lớp sẽ phải có báo cáo để chúng ta đánh giá xem là cái việc hoạt động cái lớp tập huấn này như thế nào, để Sở Giáo dục và Đào tạo có cái nội dung báo cáo cho bên dự án. Đấy, báo cáo các đồng chí là như vậy. Đấy thì, với nội dung như vậy thì xin kính chúc tất cả các đồng chí ở các điểm cầu chúng ta có một đợt tập huấn là thật nhiều ý nghĩa và chúng ta thấy hiệu quả cao để tiếp tục triển khai ở tất cả các đơn vị. Chúc các đồng chí ở huyện Than Uyên, đặc biệt đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục đã quan tâm và chỉ đạo cái nội dung này, làm mẫu, làm gương cho tỉnh Lai Châu trong đợt này. Xin chúc mừng các đồng chí Than Uyên đến thời điểm này cũng đã hoàn thành được một số nhiệm vụ và hy vọng rằng chúng ta sẽ hoàn thành tốt. Xin chúc sức khỏe các đồng chí. Xin cảm ơn. Vâng, xin thay mặt tất cả các đồng chí tham gia buổi tập huấn đợt này, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu, chỉ đạo và cùng với tất cả các điểm cầu thực hiện hai ngày tập huấn có hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí và cảm ơn đồng chí Ngô Tiến Dũng. Sau đây mời các thầy cô chờ một phút để chúng ta bắt đầu vào tiết minh họa môn tiếng Việt của cô giáo. Xin mời các thầy cô. Nào các con, ôn sao bàn ghế lại như thế này? Chỗ My ơi, đẩy lui bàn xuống cho cô bạn để yên, không đẩy bàn cơ mà. Kê ghế lui xuống. Một ngay ngắn nhá. Em bật rồi mà chưa thấy lên. Em chào các anh các chị các em. Bạn chào cô đi, bạn chào các thầy cô đi. Rồi, mời con ngồi xuống đi. Chúng mình học ngoan nhá. Dạ. Vâng. Vâng. Như kiểu chưa vào mic anh Loan rồi. Alo, alo, vâng. Từ điểm cầu của trường tiểu học thị trấn Than Uyên, cô giáo Mai Thị Phương Hoa và tất cả các học sinh lớp 26 xin kính chào các thầy. Ngày hôm nay cô xin giới thiệu với lớp chúng mình có rất đông cô giáo từ phòng giáo dục huyện Than Uyên, từ các trường trong toàn huyện Than Uyên, rồi là các thầy cô giáo từ các điểm cầu trên toàn tỉnh Lai Châu đang thăm lớp của chúng mình. Chúng mình có vui không? Thế người vui của chúng mình nào? Tớ vui quá. Rồi, ok. Nào, bây giờ nhá. Chúng mình có thích hát không? Có. Chúng mình sẽ cùng nhau hát bài hát Cả Nhà Thương Nhau. Vận động theo lời bài hát và nhớ suy nghĩ xem là bài hát nói về điều gì nhá. Cô mời cả lớp đứng dậy nào. Thank you.
chúng mình nhìn lên màn hình nhá. Mạnh lên nào. Mạnh lên nào. Mạnh ra. À. Thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. À, nhà ta to lên. Xa lá gần nhau cười. Vì con giống mẹ. Gần nhất. Rồi, hoan hô. Rồi, cảm ơn các bạn. Nào, cho cô biết bài hát nói về điều gì? Chúc mừng cô Hoa. Bài hát nói về điều gì nhỉ? Hiếu nào? Bài hát nói về. Rồi, ai còn ý kiến nữa không? Ý kiến nữa. À, cô mời Ngân Hà. Rồi, cô cảm ơn con. Tình cảm gia đình đó là tình cảm rất là thiêng liêng. Nó không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn thể hiện qua những hành động, qua những việc làm. Chúng mình sẽ cùng học bài ngày hôm nay để biết điều đó nhé. Bài 30, thương ông, tiết 4. Chúng mình ghi nhanh một chút nhé. Ngồi thẳng lên các con ơi. Ngồi thẳng lên Mi. Mi ngồi thẳng lên. Tất cả ngồi thẳng lên. Không ai tì ngực vào bàn cả. Châu. Để vở nghiêng sang trái. Cầm bút cao lên và ngồi thẳng lên. Rồi, ok. Bây giờ nha, cô sẽ mời chúng mình ghé thăm gia đình nhà bạn Nam bằng cách mở sách giáo khoa trang 108 và theo dõi vào bài tập 1 nào. Được chưa? Mở được chưa? Mi nào. Chúng mình quan sát vào bức tranh trong bài tập số 1. Là gia đình của bạn Nam. Chúng mình hãy quan sát bức tranh và chúng mình chỉ vào trong bức tranh đó nói tên các từ ngữ chỉ sự vật và hoạt động có trong bức tranh. Chúng mình rõ yêu cầu của cô chưa? Rồi, chúng mình thực hiện cá nhân. Chúng mình cứ nói cái nhá. Nói lên đi, nói. Cứ nói to lên được. Nào, chúng mình hãy nói cho bạn của mình nghe nào. Nói cho bạn nghe về những từ chỉ sự vật hoạt động mình đã tìm được. Chỉ nhá. Vừa nói vừa chỉ. Chúng mình cứ nói to lên. Phúc ơi. Con là từ ngữ chỉ hoạt động. Cưới coi là từ ngữ chỉ hoạt động.
Nấu ăn là từ ngữ chỉ. Nói đi, nói cho bạn nghe đi con, nói cho bạn nghe đi. Nói đi. Ừ, nói. Chưa nhiều. Nói đi. Nói đi. Bên đây. Covid là từ ngữ chỉ sự vật. Nào, bây giờ mời chúng mình sẽ nói các từ ngữ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động trước lớp. Mỗi bạn nói một từ nhá. Nêu rõ đó là từ ngữ chỉ sự vật hay từ ngữ chỉ hoạt động. Sau đó chúng mình sẽ mời bạn khác. Chúng mình rõ chưa? Nào, ai xung phong? Nhanh lên, không hết phần bây giờ nào. Nhanh nhanh nhanh. Mời Quỳnh Anh. Sự vật là cái ghế ạ. Con mời. Tưới hoa là từ ngữ chỉ hoạt động. Quét sân là từ ngữ chỉ hoạt động. Đồ chơi là từ chỉ sự vật. Nấu ăn là từ ngữ chỉ sự vật. Có ai muốn sửa, có ai muốn sửa cho bạn Thảo không? Bạn Thảo có muốn sửa lại không? Nào con dừng lại, Thảo có muốn sửa lại không? Ừ, nào con sửa lại nào. Nấu ăn. Nấu ăn là từ ngữ chỉ hoạt động. Rồi ok. Còn. Con mời bạn tiếp theo đi. Mạnh dạn lên các con. Con nói lại cô nghe nào. À rồi. Con mời bạn tiếp theo đi. Trang mời bạn tiếp theo đi con. Khẩn trương con nói to lên. Chỉ hoạt động. Tiếp đi nào. Cô mời bạn tiếp theo đi con. Cô chơi đồ chơi là từ chỉ hoạt động. Tủ lạnh là từ chỉ sự vật. Con nói to rõ ràng nào. Tủ là từ chỉ sự vật. Ở đấy là tủ gì đấy? Đó là tủ gì đấy? Để bát. À, còn gọi là tủ bếp nhé. Rồi. Mời bạn tiếp theo đi con. Con cứ nói đi, không phải chờ mic. Con cứ... chỉ sự vật. Nói nha, không phải chờ mic nha. Con mời bạn tiếp đi. Tưới rau. Nhà rau là từ ngữ chỉ hoạt động. Quạt là từ ngữ chỉ sự vật. Tớ thương cậu. Bếp là từ ngữ chỉ sự vật. Từ ngữ chỉ sự vật. Bố là từ ngữ chỉ sự vật. Rồi, cô cảm ơn các bạn. Như vậy chúng mình đã tìm được rất nhiều các sự vật và hoạt động có trong bức tranh. Đúng không? Bây giờ cô mời một bạn đọc lại. Chúng mình vừa tìm được. Ai giúp cô đọc được nào? Thảo. Các từ chỉ sự vật là? Các từ chỉ sự vật là ghế, quạt, đồ chơi, quạt, tủ, bếp, mẹ, bếp, bà, sân. Từ ngữ chỉ hoạt động là tưới hoa, quét sân, nấu ăn, tưới cây, sửa quạt, chơi đồ chơi, nhặt rau. Rồi, cô cảm ơn con. Thế vậy thì bây giờ các bạn thêm cho cô và các bạn những từ ngữ chỉ sự vật
và những từ ngữ chỉ hoạt động khác có ở trong gia đình nhà mình không? Nào, trong gia đình nhà mình nhá. Cô mời My. Xem TV là từ chỉ hoạt động ạ. Nêu đi. Nấu cơm là từ chỉ hoạt động. Nhặt rau là từ chỉ hoạt động. TV là từ chỉ sự vật. Bạn không nói được to. Con nói lại đi. TV là từ chỉ sự vật. À, bạn Trang nói TV là chỉ sự vật. Bạn nói hơi khó. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy chúng mình đã nêu những từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động có trong gia đình nhà mình rồi, đúng không? Bây giờ các bạn quan sát lại vào bức tranh. Trong bức tranh đấy chúng mình thấy trong gia đình nhà bạn Nam, mỗi người làm một việc khác nhau, đúng không? Bạn Nam làm gì? Bạn Nam làm gì? Nào, bạn Nam làm gì nhỉ? An An. À, bạn Nam quét sân. Thế ở nhà chúng mình, bạn Nam đang quét sân để giúp đỡ bố mẹ đấy, đúng không? Thế chúng mình ở nhà có giúp đỡ bố mẹ không? Có. Những việc mình làm mà chúng mình đã giúp đỡ bố mẹ nào? Cô mời Bảo An. Con giúp mẹ ạ. Rồi, nào cô muốn nghe bạn khác nào? Cô mời Dũng nào. Con rửa bát giúp mẹ ạ. Ờ, cô mời thằng Hà Phương nào. Con phơi quần áo giúp bố mẹ. Rồi, cô mời Kiên nào. Con rửa bát hộ mẹ. À, con rửa bát hộ mẹ nào. Cô mời bạn Bảo nào. Bảo con làm gì nữa nào. À, cô mời Thu Trang. À, con bế em giúp mẹ. Như vậy chúng ta thấy là ở trong gia đình thì chúng mình nên giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức. Đó chính là cách thể hiện tình cảm của chúng mình đối với bố mẹ, đối với gia đình của mình. Bây giờ chúng mình sẽ tạm biệt bạn Nam nhé. Nào, cùng tạm biệt bạn Nam nào. Tạm biệt bạn Nam. Rồi, bây giờ quay trở lại với cô Hoa nhá. Ngày hôm nay xin chào tất cả các siêu anh hùng lớp 2A6. Ngày hôm nay siêu anh hùng lớp 2A6 sẽ có một nhiệm vụ rất là đặc biệt. Bạn có biết đó là gì không? Không à? Rồi cô bật mí nhá. Đó là giải cứu nàng công chúa đang bị mắc kẹt trong rừng. Chúng mình có muốn giải cứu công chúa không? Ờ, xem có gì đây. Ơi, ai không đọc mật thư nào? Nhanh tay các bạn đọc mất bây giờ nào. Nhanh tay. À, mời Châu. Nào, mời Châu nhá. Châu nghe. Các siêu anh hùng lớp 2A6 hãy làm tốt bạn để thực hiện nhiệm vụ giải cứu công chúa nhé. Chúng mình nghe rõ chưa? Có quyết tâm giải cứu công chúa không? Quyết tâm nào? Quyết tâm. Rồi, ok, lấy phiếu ra, đọc thầm phiếu và đọc giúp cô. Nào, đọc thầm nhá. Phiếu của con đâu? Mẹ may chiếc đọc áo mới. Phiếu đâu? Phiếu của đi đâu? Một mà đọc phiếu cơ mà cô gọi lấy sách. Và chân đọc, đọc trong phiếu. Từ chỉ hoạt động trong đoạn thơ dưới đây. Mẹ may chiếc áo lại tiêu sửa chẳng sửa chạy nối dây cót là ô thả làm gì đấy. Ô, các bạn làm gì đấy? Cô đã phải làm chưa? Khen. Cô đã yêu cầu làm chưa? Chưa. Nào, bài tập này yêu cầu gì? Đã biết yêu cầu đâu mà làm. Nào, cô mời Vi. Bài tập yêu cầu gạch chân ba từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn thơ dưới đây ạ. Rồi, ok. Chúng mình hãy sử dụng bút và thước gạch chân ít nhất ba từ chỉ hoạt động có trong thơ ở trong phiếu bài tập của chúng mình nhá. Chúng mình sẽ làm việc trong một phút thôi. Một phút bắt đầu. Dùng thước nha.
Ngồi thẳng lên, các bạn ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên. Nếu con tìm được thêm thì con có thể kể thêm ít nhất 3 từ nhé. Quên. Em quên mất. Mang gạch lại vào đây giúp cô. Cái chiếu của con gạch lại vào. Bạn nào xong rồi chúng mình có thể nói cho nhau nghe được. Từ gạch chân tiếp là lại theo, từ nữa là khen với chàng sửa với nối dây cót, đấy là chạy. Cậu làm như thế nào? Tớ làm sao làm tớ... kệ sao cả. Nào cô mời bạn Khang mang bài của mình lên đây. Bút lên cho cô. Con chia sẻ với con đi. Đây là bài làm của tớ. Nói sát lên con. Đây là bài làm của tớ. Đứng sang bên này. Nói to lên con. Đây là bài làm của tớ. Nói to lên. Những từ ngữ chỉ hoạt động. Nói lại, nói to lên. Đây là bài làm của tớ. Những từ ngữ chỉ hoạt động tớ đã tìm được. Xin mời các bạn cho ý kiến. Tớ mời bạn Hiếu. Hiếu nói to lên. Cả từ máy. May. Bởi vì may là từ ngữ chỉ hoạt động. Tớ mời bạn Châu. Tớ bổ sung cho cậu là có từ chạy nữa. Tớ cảm ơn cậu. Còn ai bổ sung nữa không? Còn ai bổ sung nữa không? Tớ mời bạn Đức. Tớ bổ sung thêm cho cậu là nối dây cót. Tớ cảm ơn cậu. Con mời ý kiến của cô. Cô cảm ơn bạn Khang nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi con để đây. Còn bạn nào muốn bổ sung bài cho bạn nữa không? À, chúng mình đã tìm đúng rồi đấy. Đây chính là các từ ngữ chỉ hoạt động có ở trong đoạn thơ này. Nhưng cô lưu ý nhé, chúng mình có thể gạch là nối dây cót hoặc là nối được. Thêu một bông hoa hoặc là thêu cũng vẫn được nhé. May chiếc, nếu bạn nào gạch chân may chiếc áo mới thì cũng vẫn được chấp nhận. Các bạn rõ chưa? Rồi, bây giờ quan sát, bạn nào làm chưa đúng thì chúng mình lại nhé. Cô mời chúng mình đọc lướt lại đoạn thơ này một lần nữa để cho cô biết đoạn thơ này nói về điều gì. Nào, tập trung lên đây nào. Cho cô biết đoạn thơ nói về điều gì nào. Đoạn thơ nói về điều gì nhỉ? Cô mời thích nào.
Nào, Cúc. Con thương cô là đoạn thơ nói về điều gì? Đoạn thơ nói về rồi, cảm ơn con. Nào, cô mời Hà Vi nào. Tình cảm của bố mẹ dành cho anh Cô Phương ạ. À, và anh Phương, anh Cô Phương cảm thấy thế nào nhỉ? Anh Cô Phương cảm thấy rất vui ạ. À, rất vui, rất khoái. Anh Cô Phương rất khoái. Cái sự quan tâm ở đây đó là mẹ may cho chiếc áo mới này. Mẹ xong lại mẹ lại còn thêu một bông hoa chiếc áo này. Sửa đồ chơi cho này. Thế ở nhà bố mẹ có quan tâm đến chúng mình không? Ai được bố mẹ quan tâm giơ tay? Chắc chắn là tất cả rồi, đúng không? Nào, kể lại những việc bố mẹ đã làm cho chúng mình để chúng mình thấy đó là sự quan tâm của bố mẹ. Nào, mời Châu. Lúc con ở mẹ mua thuốc cho con uống ạ. À. Rồi giỏi quá, con mời các bạn nữa đi. Các rồi, bạn kể đi. Bạn Trang. Bố thường dạy con học bài. Ừ, con mời các bạn tiếp đi. Khi xe đạp của con bị hỏng, bố con mang đi sửa cho con ạ. Ừ, con mời các bạn tiếp đi. Mẹ nấu đồ ăn cho con ạ. À rồi, còn rất nhiều những việc làm khác nữa. Đó là những tình cảm mà bố mẹ đã dành cho chúng mình. Thế ngày hôm nay chúng mình có muốn thể hiện tình cảm với bố mẹ mình không? Rồi, hãy cùng nhau con yêu bố mẹ nào. Con yêu bố mẹ. Rồi, quá. Bây giờ nhá, cô sẽ mời chúng mình cất phiếu vào đi. Cất phiếu gọn gàng nào. Nhanh. 1, 2, 3 giây thôi. Nào, xem ai nhanh hơn nào. Rồi, ok rồi. Nào, bây giờ cô sẽ mời chúng mình ghé thăm gia đình nhà một bạn. Nhìn lên màn hình để xem đó là nhà bạn nào nào. Nào, cùng nhau nói to tên bạn đấy nhá. Xem là bạn nào. À, Thế Anh rồi. Bố bạn nào biết Thế Anh đang làm gì? Thế Anh đang làm gì? Nào, đáp nào. À, con nói lại vào mic cho thầy cô nghe rõ hơn. Con thưa cô, bạn Thế Anh đang rửa bát ạ. À, đúng rồi, bạn Thế Anh đang rửa bát. Thế Anh chào tay nào. À, thế bây giờ cô có bức tranh sau nhá. Xem bức tranh này có những ai. Nào, trong bức tranh này có những ai? Bức tranh này có những ai? Nào, nói to rõ ràng. Đặt ông và có bạn của ông. Trong bức tranh có ông và bạn của ông, bà và bố mẹ ạ. Bây giờ chúng mình sẽ như sau này. Chúng mình sẽ thực hiện trong nhóm 2. Một bạn hỏi, một bạn trả lời về hoạt động của từng người trong bức tranh này. Chúng mình hỏi hiểu chưa nào? Rồi, chúng mình thực hiện trong nhóm 2 nhá, trong khoảng thời gian 1 phút rưỡi. Bắt đầu. Chanh 1, ông đang làm gì? Ông đang đánh nói đi. Cờ với bố. Chanh 2, bà đang làm gì? Bà đang xem phim. Nói đi. Chanh 3, bà đang làm gì? Chanh 4. Chanh 3, bố đang làm gì? Chanh 3, bố đang lau kính. Còn mẹ thì đang lau sàn nhà. Xem TV thì phải ngồi xa ta. Nào, giờ cô muốn nghe các bạn hỏi và đáp chứ. Ai xung hỏi nào? Nhớ chưa? Từng chanh ngồi. Nào, ai xung phong hỏi trước? Thanh Thảo. Tớ hỏi các bạn, bố đang làm gì? Tớ mời bạn Hiếu. Tớ thưa cậu, bố đang đánh cờ với ông. Con hỏi tiếp đi, Hiếu hỏi luôn đi. Hiếu hỏi luôn và hỏi bạn ta để cho bạn khác trả lời. Bà đang làm gì? Tớ mời bên Bảo. Bạn đang hỏi bà. Bà đang xem TV. Cho mấy bạn nói to lại ạ. Bà đang xem TV. Con đặt tiếp câu hỏi cho bạn khác đi. Tớ mời bạn. Ừ, con đặt câu hỏi tớ mới mời. Hỏi về ai cũng được.
Các bạn đảo nhé, cô mời Châu nào. Mời bạn xuống. Bố đang làm gì? Tớ mời bạn Hà Trang. Bố đang lau tường. Con hỏi tiếp đi. Mẹ đang làm gì? Tớ thưa cậu, mẹ đang lau nhà. Con hỏi tiếp đi. Bạn nào có câu khác không? Bạn nào có câu hỏi khác không? Nào, mời con mời. Mẹ đang cầm chổi lau nhà. Ồ, hỏi cơ mà con, hỏi trước chứ, hỏi cho bạn trả lời chứ. Ông đang làm gì? Ông đang đánh cờ với bố. Ôi, ok. Cô thấy mình đã vừa hỏi và trả lời các câu hỏi. Về vừa hỏi và trả lời hoạt động của tất cả mọi người trong bức tranh này. Đúng không nào? Bây giờ mỗi bạn hãy chọn một câu trả lời. Được chưa? Và viết vào vở của mình. Bạn rõ chưa? Vở ghi chung ấy nhá. Mỗi bạn chọn một câu trả lời và viết vào. Tìm giúp cô ạ. Không, không cần ghi bài. Câu thôi, viết mỗi câu. Không cần phải ghi bài gì cả nhá. Câu thôi, chọn một câu trả lời nhá, ngồi thẳng. Thì ngược vào bàn, để vở nghiêng sang trái, cầm bút cao lên. Viết câu của mình. Nhớ nhá, nhớ cách viết câu nhá. Ngồi anh con, ngồi thẳng đấy. Cứ viết bình thường đi. Viết nhanh lên tí, các con viết nhanh lên tí nào. Viết nhanh đi con, viết nhanh tay lên. TV ngắn nhá. Ngắn không phải dài. Đi viết nhanh đi con. Nhanh tí không kịp giờ của cô. Rồi các bạn viết xong chưa? Rồi. Đi mình lên đây này. Cầm. Tắt à chị? Đây là câu của tớ và các bạn cho ý kiến. Tớ mời là Hà Giang. Con đọc câu lên. Đây là câu của tớ. Con đọc câu lên. Đây là câu của tớ. Ông. Tớ mời các bạn cho ý kiến. Tớ mời Hà Giang. Sao với câu cậu lại đặt dấu chấm? Vì đây là câu trả lời. Kể là sự việc. Nên tớ dùng dấu chấm. Tớ cảm ơn cậu. Rồi, cô cảm ơn con. Nào. Các bạn có nghe rõ chúng các bạn vừa hỏi gì không? À, vì sao lại đặt dấu chấm, đúng không? Chúng ta đặt dấu chấm ở cuối câu bởi vì đây là câu trả lời. Sự việc nên là chúng ta sẽ phải dùng dấu. Đầu câu phải viết thế nào nhỉ? À, ngoài ra đầu câu còn phải viết hoa nữa. Vậy bây giờ các bạn hãy kiểm tra xem bạn nào chưa viết hoa đâu, chưa có dấu chấm chúng mình sửa ngay nào.
Rồi, ok chưa? Bây giờ mời các bạn hướng tiếp lên màn hình. Nào, đố bạn nào biết vì sao khi lau tường bố phải đeo găng tay như thế này? Nào, vì sao? Cô 10 phút. Tay ạ. Để không bẩn tay. Rồi, ai còn ý kiến nữa không? Nào, cô 10 Thảo. Cô vì nước lau tường có rất nhiều chất. À rồi, cô cảm ơn. Chúng ta thấy những cái nước lau tường, lau sàn có rất nhiều hóa chất, được chưa? Nên là ở nhà khi chúng mình rửa bát cùng bố mẹ, chúng mình nhớ đeo găng tay để bảo vệ đôi tay nhé. Nhất là trong mùa đông, được chưa? Đấy, tiếp đến, khi xem tivi chúng mình ngồi như thế nào? Có ngồi sát vào tivi không nhỉ? À, thế ngồi nào, con ngồi nào, Thảo An. Nếu mà ngồi gần sẽ bị mù mắt ạ. À, không phải mù mắt đâu mà. Sẽ dễ là bị cận thị, đúng không nào? Và sẽ không ảnh hưởng không tốt đến mắt. Nên các bạn lưu ý nhá, xem tivi vừa phải, ngồi khoảng cách vừa đủ, nhớ chưa? Rồi, bây giờ chúng mình có muốn đến thăm nhà của bạn. Xem nhà nào, nhìn lên đây, nhìn đây, nói to lên, nhà ai nào? Ai đây? An Hiếu. Hiếu có nhận ra mình không? Hiếu nhận ra mình không? Phải nhà Hiếu không? Đây có phải nhà Hiếu không? Hiếu? À có, bỏ tay ra. Nào, Hiếu đang làm gì đấy? Nào, Hiếu, Hiếu nói đi, Hiếu đang làm gì đấy? Con thưa cô, con đang hót rác ạ. Đang hót rác? Con làm cùng với ai đấy? Con làm cùng với anh con ạ. À, anh gì? Anh con tên là gì? Anh con tên là Dũng ạ. À, thế khi làm với anh con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy rất vui ạ. À, con cảm thấy rất vui. Thế bây giờ con có thể kể lại cho cô với các bạn nghe về trình tự việc con đã hót rác, con quét nhà với anh như thế nào không? Con kể được không? Có, cô rất vui. À, kể đi, con kể đi xem con đã làm thế nào. Mỗi hôm con đi học về, con thường con quét nhà giúp bố mẹ, con quét cùng ăn. Khi quét xong em cảm thấy nhà rất sạch. Khi quét xong em cảm thấy rất vui vì đã làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Rồi, giỏi lắm, khen bạn Hiếu nào. À, chúng mình biết bạn Hiếu vừa kể lại việc mà bạn Hiếu đã làm cùng anh của mình, đó là việc quét nhà. Thế ở nhà chúng mình có làm việc gì với người thân của mình không? Nào, kể cho cô xem nào. Nào, ở nhà chúng mình làm việc gì với bố, với mẹ, với ông, với bà, với anh, với em? Nào, Phúc ở nhà làm gì? Con ở nhà quét sân ạ. Con quét với ai? Con quét với chị ạ. À, con quét với chị. Nào, làm cùng người khác nhá. Cô Mời Dũng nào, ở nhà con làm gì? Con đưa cô ở nhà con rửa bát cùng với bố ạ. Nào, mời Diệp. Cô là ở nhà con nhặt cô với mẹ. À, rất nhiều bạn đã làm công việc khác nhau cùng với người thân của mình. Bây giờ nhiệm vụ của chúng mình như sau. Chúng mình suy nghĩ lại xem ở nhà khi mình làm cái việc đó cùng với người thân ấy, mình làm việc theo trình tự như thế nào nhá. Và nhớ là sau khi xong việc mình cảm thấy nói lên cảm xúc của mình. Chúng mình nghe rõ yêu cầu chưa? Nghe rõ chưa? Rồi, kể cho nhau nghe đi. Hai bạn kể cho nhau nghe. Xong lát nữa cô sẽ mời các bạn kể trước lớp. Khi nhà tớ ăn xong, tớ mẹ và tớ mẹ bê mâm cơm lên và tớ đổ dầu vào. Rửa bát và tớ rửa sạch bát, sau đó tớ tráng bát và để lên giá. Mẹ bảo tớ là con ngoan lắm. To lên thoải mái, nói đi. Đi học về tớ quét nhà giúp mẹ. Con ở nhà con làm gì đi? Con kể đi, kể cho bạn nghe đi, cô nghe mà. Đi học về tớ quét nhà giúp mẹ.
Mẹ bảo là con lấy chổi quét nhà giúp mẹ nhé. Khi tớ quét xong tớ cảm thấy rất là vui. Nào, muốn thể hiện bài nói của chúng mình trước lớp không? Ai muốn giơ tay nào? Nhanh, nhanh nào, nhanh không bạn giơ tay mất nào, nhanh nào, nhanh nào. Ai muốn nào? Cô muốn cả lớp nào? Ai muốn nào? Ai muốn nói nào? Mạnh dạn lên nào, hô to lên, con muốn nói nào? Giơ tay lên. Rồi nào, Lan Hoa. Đứng lên đây, đứng hẳn lên đây nói nào. Kể cho các bạn nghe là phải đứng hẳn lên đây. Đấy, nào. Sáng chủ nhật, đứng lên đây. Tớ và mẹ dọn nhà. Mẹ lấy chỗ con. À, tớ lấy chỗ con, mẹ lấy cháu. Tớ và mẹ cùng dọn nhà. Mẹ thường dân tớ lau thường. Khi thường thì một lát sau nhà đã sạch bóng. Mẹ khen tớ đã biết giúp tớ. Tớ rất vui khi được mẹ khen. Rồi, khen nào, chào vỗ tay nào. Rất là giỏi. Nào, bạn nào nói nữa nào. À, Bảo An, giờ thầy rất là cao. Mời Bảo An. Con nói to lên nhé. Chiều thứ bảy, em và mẹ giặt quần áo. Mẹ thì lấy can xà phòng, em lấy chậu quần áo. Một lúc sau, quần em đã giặt xong, mẹ khen em đã giặt được quần áo ạ. Rồi, cô cảm ơn con, hay quá nhỉ. Nào, cô mời bạn nào nữa nào, mời con về chỗ cảm ơn con nhá. Ai muốn nói nữa? Tay cao lên. Nào, tay đâu rồi? Cô gọi các bạn Khang mất đấy. Nào, Khang nào. Tớ kể cho các cậu nghe câu chuyện trong em của tớ. Lúc rảnh rỗi tớ với bà trong bà thì nấu đồ ăn cho em bé. Tớ lấy đồ ra chơi với em. Em bé cười tít mắt. Bà bảo là cháu ngoan làm tớ rất vui. Tớ sẽ giúp bố mẹ thêm nhiều việc nữa. Rồi, cô cảm ơn con. Đố bạn nào biết? Nào, đố bạn nào biết? Trong bài nói của bạn Khang ấy, đúng không? Có lời khen của ai dành cho bạn này đấy? Ai nhá? À, cô mời Ngân Hà nào. Con thưa cô là lời khen của bà dành cho bạn Khang ạ. À, thế bà khen như thế nào nhỉ? Bà khen bạn Khang là con giỏi lắm ạ. À, con ngoan lắm. Thế con có biết bạn Khang vừa làm gì không? Bạn Khang vừa trông em ạ. À, trông em cùng với ai nhỉ? Cùng với bà ạ. À, rồi, giỏi lắm. Cô mời con về chỗ. Ai muốn kể một việc khác nữa nào? Ngoài việc các bạn vừa kể ra, ai muốn kể? Mời Châu. Tớ kể cho các cậu nghe. Tớ rửa bát cùng bố. Sáng thứ bảy, tớ rửa bát cùng bố. Các bạn tập trung lên, nghe lắng. Lấy dầu rửa, còn tớ lấy khăn. Bố hướng dẫn tớ rửa bát. Một lát sau đã xong một chậu bát. Tớ rất vui. Bố bảo hôm nay con ngoan lắm. Rồi, rất là giỏi. Khen bạn Châu nào. Nào, ai muốn được thưởng những tràng pháo tay thật to nữa thì đứng lên đây nói nào. Ai muốn nào? Ai muốn nào? Ai muốn nào? À, Kiên. Mời bạn Kiên. Nào. Nhanh lên con. Mạnh dạn lên, nói to lên nhá. Đấy, tất cả các thầy cô trong tỉnh đang nhìn thấy con đấy. Việc tớ quét nhà hộ mẹ. Giúp, không dùng hộ mà mẹ. Giúp nhé. Lúc tớ đi học về, tớ đến nhà bảo tớ giúp mẹ quét nhà. Lúc quét xong rồi rất sạch. Tớ cảm thấy mình đã giúp được mẹ.
tiếng Việt. Quê nhà. Thế trong công việc quê nhà con làm một mình à? Hay con làm với ai? Con làm một mình. À, con làm. Con nghĩ lại xem con đã làm một việc với người khác nhá, với bố, với mẹ hoặc là với anh, với chị, với em. Được chưa? Con hiểu ý chưa? Rồi. Còn nếu nói về nhá, con muốn con nói thêm về cái việc mà con làm cùng với bố mẹ nữa cơ. Con hiểu chưa? Rồi. Ơn con. Nói nữa không? Nào, mời Thảo. Nào, Thảo, ưu tiên đứng tại chỗ nói. Quay xuống các bạn, quay xuống. Kể cho các cậu nghe về câu chuyện tớ lau nhà giúp mẹ. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ ở nhà, tớ giúp mẹ lau nhà. Tớ lấy xô và lấy xà phòng, tớ đổ xà phòng vào. Sau đó tớ lấy chổi lau nhà, tớ lau nhà giúp mẹ lau xong. Nhà sạch sẽ, tớ cảm thấy rất vui. Rồi, ok, thưởng cho tất cả chúng mình một tràng vào tay thật to nào. Đấy, thấy chúng mình đã kể rất là tốt việc về nhà của chúng mình như sau. Chúng mình về nhà, chúng mình viết 3 đến 5 câu vào vở kể lại việc em đã làm với người thân của mình. Có. Rồi, ok. Phát là nó ấy ạ. Sao tắt cái màn hình đi thôi mà. Hết rồi, tiếp dậy hết rồi ạ. Tiết học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin trân trọng được cảm ơn tất cả các thầy cô và tất cả học sinh. Chúng mình cùng chào tạm biệt các thầy cô nào. Chúng em chào tạm biệt các thầy cô. Có cái bình hoa rõ đẹp mà không được lên. Đây ạ. Hoa. Vâng.